Dùng những chiếc chong chóng để tưởng nhớ và từ biệt gần 600.000 người thiệt mạng vì đại dịch COVID-19, đó là cách mà thành phố Sao Paulo ở Brazil đang làm. Đài tưởng niệm này là địa điểm mang tính biểu tượng, được tạo ra từ những bức tường chong chóng tại một trong những quảng trường chính của thành phố. Chúng tôi đi qua khu vực này và có thể thấy bao nhiêu nạn nhân đã qua đời vì COVID-19. Mỗi chiếc chong chóng tượng trưng cho một người đã mất, đó là điều đáng buồn. Ai cũng có gia đình, có bạn bè thương tiếc họ. Ban tổ chức giải thích rằng ý tưởng này ra nhằm tạo cơ hội cho các gia đình nói lời từ biệt với những người thân yêu của họ. Khi mà trong bối cảnh đại dịch, nhiều đám tang không thể tổ chức. Đây là hoạt động mang tính tập thể sau một năm rưỡi chống chọi với đại dịch. Chúng tôi đang mời mọi người tham gia vào một hoạt động mới, một lời từ biệt mang tính tượng trưng dành cho những người đã khuất và đặt hy vọng vào một chương mới. Trường Samba Vai Vai ở địa phương đã đóng góp 38.000 chiếc chong chóng cho đài tưởng niệm nằm ở quảng trường Franklin Roosevelt này. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 600.000 người Brazil, cũng là đợt dịch có số ca tử vong cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Theo thống kê, ngày 6 tháng 10, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận gần 18.000 ca COVID-19 mới và 530 ca tử vong. Tổng cộng, số người chết ở Brazil đã lên tới gần 600.000 người. Đến nay, 44,9% người dân Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ.